Cảnh tiên trên dãy Hy Mã Lạp Sơn, còn gọi là Himalaya. Vào năm 1933, nhà văn nước Anh James Hinton trong tiểu thuyết Đường Chân Trời Biến Mất được đông đảo độc giả đón nhận của mình. Khi nói về dãy Himalaya, Hy Mã Lạp Sơn đã đặt cho cảnh tiên trần gian quanh năm tiếp phủ trắng xóa này một cái tên thật đẹp, mang màu sắc quyền bí là Shangri-La. Theo tiếng Tạng có nghĩa là thiên đường trên núi Hy Mã, còn có nghĩa là nơi bồng lai tiên cảnh. Quyển tiểu thuyết đã vượt ra khỏi biên giới nước Anh đến với các nước trên thế giới, và Shangri-La đã trở thành từ ngữ mang ý nghĩa thiên đường trần gian. Dãy Himalaya chạy dài sừng sững trong tiếng Phạn có nghĩa là quê hương băng tuyết. Nó là dãy núi cao to nhất trên thế giới, bình quân cao hơn 6.000 mét so với mặt biển, giống như một bức tường cao vút nguy nga, uốn lượn kéo dài về phía nam của vùng cao nguyên Tây Tạng. Dãy Himalaya kéo dài qua các vùng lãnh thổ Tây Tạng Trung Quốc, Pakistan, Ấn Độ, Nepal, Sikkim, Bhutan, khởi từ phía tây nơi eo vịnh sông Ấn, vùng Kashmir, đến phía đông nơi eo vịnh Dhirubhai-Prat, dài khoảng 2.500 km và rộng khoảng 150-400 km. Có hơn 50 đỉnh núi cao 7.000 mét so với mực nước biển. Có 16 đỉnh núi cao hơn 8.000 mét. Đỉnh núi Everest, Chomolungma cao nhất, nằm trên lãnh thổ Trung Quốc và Nepal. Tên đỉnh núi này theo tiếng Tạng có nghĩa là nữ thần thứ ba. Người Nepal gọi đỉnh này là Satkama, có nghĩa là đỉnh núi cao tận thiên đình. Đỉnh Everest cao 8.848,13 m so với mặt nước biển. Đó là cuộc đo đạc mới nhất cho biết. Người ta còn gọi nó là cực thứ ba của địa cầu. Đỉnh Everest là ngọn núi cao như hình kim tự tháp. Đỉnh cao vươn thẳng vào tầng mây trắng, chung quanh là các ngọn núi thẳng đứng trắng xóa, tạo nên khung cảnh uy nghiêm tráng lệ, chẳng khác gì cung quảng hàn được tạc bằng ngọc lóng lánh. Chỉ nhìn thấy chứ không đến được. Himalaya tuy là dãy núi cao to nhất thế giới, nhưng lại là núi trẻ tuổi nhất trên quả đất. Theo kết quả nghiên cứu về địa chất, kết khối thì vào giữa cuối thế kỷ thứ 3 sớm, tức là khoảng 3-4 triệu năm trước đây. Vùng Himalaya ngày nay là một đại dương mênh mông, có nhiều sinh vật biển ấm ở vĩ độ vừa và thấp sinh sống. Sau đó, do vùng lục địa Ấn Độ trôi nhích dần về phía Bắc, cuối cùng nhập vào lục địa Á Âu, hai khối lục địa chồng lên nhau tạo thành một vỏ trái đất rất dày và hình thành địa thế nhô cao vút lên ở vùng cao nguyên Tây Tạng. Ở gần tuyến tiếp giáp này mọc lên dãy núi Himalaya hùng vĩ. Lại theo kết quả nghiên cứu về địa từ cổ, khối lục địa Ấn Độ đến ngày nay vẫn đang nhích với tốc độ hơn 5cm mỗi năm. Dãy Himalaya vẫn đang mọc cao hơn. Dãy núi Himalaya cao vút và hùng vĩ giống như một bức bình phong thiên nhiên đồ sộ, chia cắt hẳn vùng Nam Á và chung quanh rộng lớn với các khu vực khác. Về mặt địa lý, tạo thành một thứ tiểu lục địa Nam Á. Do địa thế núi cao to và kéo dài, nên khí hậu của vùng Himalaya mang đậm nét đặc trưng của khí hậu vùng núi rất riêng biệt. Không những khí hậu ở sườn Nam và sườn Bắc, ở đầu phía Tây và đầu phía Đông dãy núi rất khác nhau, mà nhiệt độ lên xuống, cao thấp cũng rất rõ rệt. Nhiệt độ bình quân trong năm là âm 20 độ C, nhiệt độ trên đỉnh núi cao 8.000 mét thấp hơn 40 độ C với nhiệt độ mặt biển. Vào mùa đông, dãy Himalaya như một người khổng lồ đứng chắn luồng gió lạnh của phương Bắc tràn về phương Nam, giúp cho vùng Nam Á tránh được cảnh giá rét.
giữa trùng trùng ngọn núi ẩn mình trong mây trắng. Ở sườn phía nam dãy núi Himalaya có ba vương quốc nhiều núi cao nổi tiếng trên thế giới là Nepal, Bhutan. Và Sikkim. Các nước này sống cùng với núi hàng trăm ngàn năm qua. Người dân ở đó mạnh khỏe, sống lâu, hiền hòa, thân ái như những tảng mây trắng quanh năm lững lờ bao phủ lấy chọn núi. Bao thế kỷ qua, mảnh đất thần kỳ này luôn luôn thu hút mọi người ở bốn phương bởi đất đai phong cảnh độc đáo của nó. Bước chân đến lãnh thổ của các vương quốc núi cao này, sắc trời như trong xanh hơn, núi non trùng điệp bao quanh, xa xa nhấp nhô nhiều ngọn núi trắng xóa lấp lánh. Ở đây không có nhà cao chọc trời, chỉ có nhiều chùa và chiền tường đỏ mái trắng và những xóm làng nằm rải rác lấm tấm trong những thung lũng. Ở đây cũng không có hàng hàng lớp lớp quảng cáo nhiều màu sắc và ánh đèn rực rỡ, chỉ có ruộng vườn xanh rì mang đậm chất thơ. Do nằm giữa hai quốc gia có truyền thống văn hóa lâu đời là Trung Quốc và Ấn Độ nên vùng đất này còn là nơi giao tiếp giữa hai nền văn hóa lớn Bắc và Nam. Đất nước Nepal nằm ngay giữa dãy núi Himalaya, diện tích là 147.516 km², thủ đô là Kathmandu. Theo truyền thuyết, thủ đô Kathmandu mọc lên từ một ngôi chùa. Người dân thành phố hầu hết đều theo Ấn giáo hay Phật giáo, có nhiều người theo cả hai đạo. Các thành phố ở Nepal mang đậm màu sắc tôn giáo. Thủ đô Kathmandu có hơn 2.700 đền chùa lớn nhỏ, do đó được gọi với cái tên rất đẹp là thủ đô nghìn chùa. Ngôi chùa nổi tiếng nhất là Phật viện Sikwayanpo ở ngoại ô phía tây thủ đô, có hơn 2.000 năm lịch sử, là ngôi chùa Phật lâu đời nhất của Nepal. Chính giữa Phật viện là một tháp Phật được xây cất độc đáo, lạ mắt. Thân tháp hình vuông, bốn bên đều có vẻ đôi mắt lớn để nhìn thấu người đời. Phật là biển cả vô biên, đâu đâu cũng nhìn thấy. Khi bạn đứng trước đôi mắt Phật, bạn tự nhiên cảm thấy trang nghiêm và chân thành. Tiếp theo là đất nước Bhutan với diện tích 460.000 km² và Sikkim với diện tích 7.100 km². Là hai vương quốc nhỏ bé, có nhiều núi cao. Trên bản đồ thế giới cũng khó tìm được vị trí đất nước của họ. Về cách ăn mặc, phong tục, chữ viết của họ, hai tiểu quốc này có nhiều chỗ rất giống người Tạng ở Trung Quốc. Dân chúng đều theo đạo Lạt Ma. Người Bhutan cũng giống như người Trung Quốc, rất ưa chuộng hình tượng con rồng. Trên quốc kỳ nước này có vẽ hình con rồng há miệng, múa vuốt, cho nên Bhutan còn có tên gọi là đất nước rồng hét. Thủ đô Thimphu nằm trên độ cao 2.300 m so với mặt biển, dân số hệ khoảng 20.000 người. Khu vực đô thị chỉ có hai dãy phố không dài lắm, với vài cửa hàng buôn bán. Trên các núi chung quanh thủ đô Thimphu còn nhiều ngôi đền nổi tiếng. Mỗi khi đến ngày lễ lớn, tiếng niệm kinh của các tăng lữ, tiếng kèn trống trầm bổng vang xa và vọng lại tận các thung lũng, khe suối bao quanh thủ đô. Người phương Tây gọi Bhutan là thị sĩ phương Đông. Ngày nay, Himalaya với địa thế núi cao hùng vĩ, phong cảnh độc đáo, được coi là thế giới đệ nhất sơn, đang thu hút ngày càng nhiều vận động viên leo núi
nhà thám hiểm, du khách và người hành hương cầu thánh. Từ năm 1953, sau khi đoàn leo núi của nước Anh lần đầu đặt chân lên đỉnh Everest, đã có nhiều nhà leo núi của rất nhiều nước lần lượt hàng mấy chục lần đặt chân lên đỉnh núi nữ thần này. Các vương quốc nơi vùng núi cao huyền bí cổ xưa tận trong dãy núi có 102 này đã trở thành thánh địa du lịch mới. Từ các thung lũng khe núi mọc lên nhiều khách sạn mang đậm hương vị thôn quê miền núi. Đã có những sân bay quốc tế cho toàn vùng đón tiếp nhiều đoàn khách tham quan nổi tiếng nối tiếp nhau đến đây không dứt. Ngành du lịch trở thành nguồn thu ngoại tệ chủ yếu của những quốc gia này. Luồng gió văn minh hiện đại của thế giới đã thổi đến vùng đất bồng lai tiên cảnh mà trước thế kỷ 20 ít ai biết đến, khiến cho bức màn thần bí che phủ bấy lâu nay được vén lên để mọi người sống trên khắp trái đất này đều có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của cảnh thần tiên trần gian này.